Bà cô chú ơi, giờ bà mẹ Ngân làm tóc cho chị chay nè bà cô chú ơi. Sáng muối tỏi là chiều phải xả ra, giờ tóc người ta quăng quăng rồi. Nếu cô chú có coi cái video này là nhớ khen chay chay, bữa nay có mái tóc đẹp nha, đúng không À, à chay chay nhìn lên máy của bà ngoại nè, chay nói là con chào ông bà cô chú. con chào bà cô chú. Trời, làm dưới đó vậy. Mẹ Ngân làm tóc đẹp cho con. Đừng có ngại đi, như này ngấm lại nữa. Xạo, xạo, À, nè, nè bà ngoại quay video nè, con lanh chanh lạ ông bà cô chú không có khen nè. Mẹ Ngân giống như mẹ Ngân kéo con. Làm đi ông bà cô chú cũng thiệt à. Nói bà chú nghe coi, cái đầm ai mua? Ai mua? Con mua. À vậy hả? Ai lựa? Con lựa. Quá trời đẹp, không bà cô chú chay lựa cái cho ông thắt. Để mẹ Ngân thắt tóc xong rồi đứng lên cho ông bà cô chú coi cái đầm đẹp cỡ nào nha ông. Bữa ngày đầu tiên về Việt Nam với xong mẹ với nó đi chợ sẵn con ghé vô coi shop đồ con nít hết cả nhà, mua cho ảnh mấy cái bộ đồ Việt Nam bận cho nó mát mà phải lựa nha, chay tự lựa nha, đúng không chay? Rồi đứng lên xoay một vòng cho mặt cô chú rồi đi, nó xong rồi hết nè, em xoay một vòng cho cô chú coi nha, cái mặt kính đâu, thôi thôi nó đẹp, nó chích chắc luôn á. Rồi đem mắt kính rồi thử coi. Rồi đứng đây con hỏi mà cô chú có thấy con đẹp không? Rồi ok, đứng đây. Chia lên này nó chụp hình. Chia lên. Ê. Ê. Đi qua bên phòng mẹ hơn. Ba. Ông chào ông ạ, con chú. Cái gì tử nè? Con mấy gì ở con gánh đi bên rồi. Rồi bây giờ không thấy từng bạn giới thiệu đi. Mình, người đầu tiên anh hai nè, anh hai giới thiệu ông bà cô chú sao? Dạ là con mua được cái máy điện tử này. Cô giờ đẩy rồi. Rồi gắn vô rồi chơi đi. Mình gắn đâu chạy được không? Vậy hả, đi lát mày gắn vô rồi em chơi đi sao? Cái bức đèn. Con dạ thưa đâu rồi, nói lại mẹ nghe coi. Mẹ ơi, có nhiều người nó làm gì rồi mẹ? Đâu? Nó giơ tay lên gì rồi mẹ? Ờ, nó chào. Ờ, xin chào cả nhà nè, trưa ngày hôm nay con đi đâu, nói bà bảo nghe với. Con đi gặp bác sĩ. Con đi gặp bác sĩ. Con bị cái gì mà con đi gặp bác sĩ? Con không nhớ. Hôm nay là con bị ho nên là mẹ Ngân với bà nội ngoại dẫn con đi bác sĩ. Con bị gì là ho? Con bị gì? Rồi bây giờ con chuẩn bị trong ba lô, mẹ Ngân dặn con chuẩn bị ba lô, con chuẩn bị gì cho cô chú coi nhanh. Ở đứng ngay với sợ trộn màu hồng nữa. Rồi con chuẩn bị gì trong ba lô của con, mẹ Ngân dặn sao? Rồi giấy, đồ ăn. Cái này ai chuẩn bị biết không? Mẹ Ngân bỏ vô á, để lát nữa có sữa uống á. Không đi. Là uống sữa mà con uống nước mà. Không phải uống sữa mới mau lớn. Đây là chai nước nữa. Rồi cái này là ai tặng con? Cái này là ai không biết. À cái cô xem video của con tặng cho con á. Rồi, rồi cái gì trong đó nữa? Kẹp tóc. Rồi trong ba lô còn cái gì nữa không? Coi còn cái gì trong ba lô nữa không? À, cái này chơi dầu gió nữa. Rồi. Cô không có đem mà. À, cái này là của mẹ Ngân. Cô không có đem cái chai mà. Rồi, vậy đủ chưa? Còn thiếu cái gì nữa để ba lô nữa không? Rồi, cho con búp bê theo luôn. Cái khám bệnh này búp bê làm gì? Búp bê có bệnh đâu? Đem gì theo nữa? Rồi cho đem một cái chai xương gum nè. Rồi giờ bỏ vô lại ba lô. Rồi con bỏ hết tất cả vô ba lô đi. Chưa có xong nữa hả? Chứ bỏ gì nữa? Đâu cho bà cô chú coi mấy tóc bồng bềnh đâu. Xoay vòng cho cô chú coi mấy tóc bồng bềnh mình đi. Con lấy cái gì nữa? Suy nghĩ con còn thiếu gì nữa không? Có gì nữa? Đẹp chưa? À cái này là son môi hả? Ồ, nói nghe nè. Son môi nè, son môi. Ồ, khiu khiu, son môi cho đẹp phải không? À trời ơi, khoan đứng đây sẵn nói cho cô chú nghe, mẹ Ngân dặn lấy đầm thì lấy thì sao? À lấy trên trước, lấy dưới sau, có được lục áo quần nữa không? Trả lời kỳ quá. Dạ không. À
Nếu mà làm cho áo quần lục tung thì sẽ bị sao? Bị gì? À, bị quấn đòn. Rồi con xịt cái đó nữa. Mẹ Ngọc dặn phải xịt cái đó mỗi ngày á. Rồi đem xuống bỏ ba lô cho ba Bảo đi nha. Mẹ Ngân tắm rồi, mẹ Ngân chở đi nha. Ok. Dạ mẹ Ngân. Ok. Giờ bây giờ qua phòng nào nữa cô ha? Đây, mình đi qua bác sĩ. Con nói con đi qua gặp bác sĩ nha cô. Đây, em qua đây, em nói chuyện với bác sĩ nè. Đây. À bên đây đúng không? Đây nè, giờ nói chuyện bác Oanh nè. Rồi, em vô em chào bác Hoàng Hoàng. Dạ lúc mà mới Việt Nam hơi có đờm á bác. Đờm nặng trên đây nè. Có đờm như nó không sống mũi. Dạ. Cho nên dạ em về em thấy nó đàm nhiều thì từ bữa về giờ 2 ngày. Em bệnh này thì ở bên bệnh 3 4 ngày vậy thôi. Dạ. Để bác sĩ kiểm tra phổi rồi còn sao nha. Tai mũi họng bình thường đúng không vậy? Bình thường. Căng thẳng dữ luôn á. Rồi giỏi. Có một coi cái tay nha. Nhìn tay xíu. Rồi bên này nữa ha. Không bị gì đó, bác sĩ nói nghe luôn. Con tự nói đi. Con bị gì nè? Con này giống côn trùng hay con gì cắn? Dạ mũi cắn hay côn trùng cắn vậy bác sĩ? Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lỗ tai nha. Con sẽ có một cái đèn ha. Không đau gì hết nha. Mình chỉ bỏ vô đây mình nhìn cái thôi ha. Rồi. Dạ cô. Dạ cô. Giỏi lắm. Chút xíu thôi nha. Quá giỏi luôn. Rồi bên đây nữa. Thôi ôi trời. Ngược rồi. Quá đại trai quá kỹ. Rồi, bên này, đúng rồi. Đi qua xíu nha. Không bỏ chân thẳng xuống đi. Đúng rồi. Chút xíu rồi nha con. Giỏi lắm. Rồi. Đi ghép lại hả? Rồi dép con mua vậy chứ quý đâu giá này lắm. Đây như là chân không rời dép luôn á ha. Yeah. Rồi bây giờ mình ngồi lên nha. Dạ, em ngồi ghế đàng hoàng nè. Dạ, tiếp tục nha. Bây giờ mình kiểm tra mũi xíu. Mũi lên cho bạn. Rồi, cô chỉ nhìn tí thôi. Ok, giỏi. Bây giờ mình kiểm tra miệng ha. Thả miệng. Ôi, hẳn quá luôn. Le lưỡi ra. Le hẳn ra, đúng rồi. La A lên cái là xong. Có A lên đi con. A. Ok, giỏi, thấy rồi, khỏi là A luôn. Xong. Xong rồi. A giỏi luôn. Cô thưởng cho chơi một sticker nha. Đúng rồi, được thưởng 2 sticker luôn. Đó, mình đó. Được chọn nha. Rồi, con thích con nào con chọn đi. Nhanh lên. Dạ, nghe con rồi. Thích con gì nói lại. Dạ, con thích. Con. Đây là con gì? Cá gì? Cái gì đây? Cá heo. Rồi, dẫn cá heo đây nha. Rồi, mình chọn thêm cái. Rồi, mình chọn con gì tiếp theo nè. Xin với ly vô khám khóa được sticker lắm. Ok, đây là con gì đây? Con gì đây? Con gì, con chim cánh gì đó. Chim cánh cụt. Rồi, dán bên này nha. Rồi, nói sao với bác sĩ, giờ? Dạ con cảm ơn cô. Rồi, con có thể ra ngoài chơi nha. Con muốn ra ngoài chơi thì mình có thể ra ngoài chơi ha. Rồi, bấm chim mời mẹ ơi chơi. Chơi mẹ Ngân hỏi nè. Khám bệnh đây vui không? Dạ. Các bác sĩ có chích không? Có chích không? Không. Mà bác sĩ có khen con đẹp gái không? Mấy bác ở đó còn ngoan không? Dạ. Có, chị đi khám bệnh mà chị ngoan lắm không được cô chú. Ô,
Tới rồi ra. Rồi tới nơi. Để coi lần này biết tự giao tiếp nha, chứ không gần mẹ Ngân với ba và ngoại nhắc nữa nha. Đúng rồi. Đúng rồi, vô nói sao, con chào các cô trước đi. Chưa, con lấy thuốc. Dạ. Rồi lên ghế ngồi đi, tự lên ghế ngồi nha lên. Mời bà ngoại ngồi nữa. Không có lịch sự. Ừ. Xin chưa? Hả? Con phải vòng tay con xin cô chứ đâu phải xin mẹ hơn. Con nói đi, con vòng tay lại, con nói. Xin cho tinh thần đi. Xin mà còn xin thêm. À. Trời, đi khám thấy sao con? Vui. Vui quá trời vui luôn. Anh hai với anh ba cũng thích chỗ này lắm luôn nè. Vui đó mấy cô vui hết hả? Con nâng cái kính lên. Con nâng cái kính mình đeo sát vô mắt mình vô. Dạ rồi. Trời ơi. Vô chỗ này là cái xịn ba lê cũng thích mọi người. Để biết sao vô mấy cô nhẹ nhàng. Nhất thứ hai vô lần nào cũng có sticker với lại kẹo rồi đem về thích lắm. Chạy vô là cô, mấy cô nào cũng biết chạy á. Nhưng mà chỗ phòng khám á là cô bác sĩ cô nói con sao con biết không? Cô nói á là con có đờm một xíu về uống thuốc cho nó tan đờm ra là hết, hiểu không? Hiểu không? Không có sao hết. À. Không có sao hết, sức khỏe con bình thường không có sao hết. Vậy. Ừ. Hồi nãy ngoài hơi giống như vậy thì. Ừ. Bên em ngoài thôi. Yên tâm nha, con khỏe mạnh. Ai đi ở bài cô chú Hoa. Ai khoe ông bà cô chú coi đôi giày đâu. Đây ông bà cô chú về Việt Nam mẹ Ngân mua cho đôi dép mình hả? Đẹp quá trời đẹp, đi đâu cũng mang chứ. Con mèo với con chuột đúng không? Dạ, cái này con thích. Con thích à? Ai mua? Em mua con chọn. Trời ơi, mẹ Ngân mua con chọn. Áo quần luôn đó, mẹ Ngân mua tận con đỏ. À cũng đẹp. Mà cũng đẹp luôn hả? Quá ha. Quá đẹp cái kia nữa. Tại vì tối á, chơi cũng hơi cũng thấy hơi có đờm nhớt thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Đi khám cho chắc ăn. Rồi hẹn 3 ngày nữa lên cho làm một cái xét nghiệm tổng quát nữa mà. Ngoan lắm á. Con gái thôi đi. Cái gì? Đó, mà có đi khám bệnh không cả nhà? Mà tắm rửa thay đồ rồi son môi xịt nước qua. Quay video này cho mẹ Ngọc yên tâm nha, khám bệnh xong em không có bệnh yên tâm cho mẹ yên tâm ha.